không cách xa. Từ lâu em đã yêu thầm anh đó mà không dám nói nên lời. Anh chẳng hiểu được lòng của em còn ngại ngùng, dẫu đã yêu người rồi biết không. Thank you.
bên dòng sông ai nhặt hoa trông giống như duyên trần lòng thầm bên đây muôn cùng em vui đua và hát ca la 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 mong kết duyên đôi ta trong niềm suốt đời nhé em có phải em là mưa rào nào phải gió bay qua có phải em là sương mờ mà dần kinh lối đi làm mình say nắng biết bao lần phải gió bay qua có phải em là sương mơ mà dần kín lối đi làm anh say nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngây lòng cho tim anh trọn thương trọn nhớ mong chờ thôn thơ đám cưới bên làng tân bừng làm anh thấy xôn xao cố gắng anh cày năm nay để năm sau cưới em họ hàng cô bác ở xa về đây họp coi mắt em rồi mâm trái cây trầu cao chúng ta cùng gặp nhìn mời vị trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai của chú rể sẽ có lời phát biểu để thưa chuyện với tất cả quý vị. Trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cùng cô dì, chú bác và anh em của và bạn bè của gia đình nhà gái. Lời đầu tiên cho các tôi được gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc khỏe tới các cụ cùng các ông, các bà và nhà gái. Kính thưa các cụ, qua một thời gian cũng không dài lắm và cũng không ngắn, đủ điều kiện để cho hai cháu tìm hiểu từ chỗ làm quen đến kết bạn rồi đến là tình yêu đấy. Rồi hai cháu tìm hiểu đã có quá trình rồi đã thích đồng thuận và tâm đầu hợp ý. Từ đó hai cháu đã nguyện là kết tóc xe tơ xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau và hai cháu đều về trao đổi báo cáo với bố mẹ và hai bên gia đình bố mẹ đều đồng tâm nhất ý nhất trí và đi đến là tập trung xây dựng hạnh phúc cho hai con. Đấy. Do đó ngày hôm nay chúng tôi là người sinh thành ra cháu rể cùng với đoàn nhà trai gồm các ông, các bà và cô dì, chú bác và chú thím và anh chị em bên nội bên ngoài của cháu Thành cùng với bạn bè của cháu cùng với các tấm lễ chính lễ để đến hỏi nhà gái để xin ăn hỏi cho cháu Thành và cháu Phương Thảo. Hai bên gia đình đã thống nhất chọn được ngày hôm nay là ngày lành tháng đẹp nên tổ chức ăn hỏi cho hai cháu. Và lời cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình nhà gái đối với đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Rất tuyệt vời, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt mà quý vị đã dành tới vị trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai cũng như đại diện cho chú rể. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị, xin được cảm ơn ông. Và ngày hôm nay thì gia đình nhà trai của chú rể đã sửa soạn đầy đủ những sính lễ cầu trầu, những lễ vật đang có trên phía mộng hạnh phúc trước tất cả quý vị chúng ta chứng kiến. Và gia đình xin được thành kính gia tiên, tiên tổ và xin được sự đồng ý đón nhận của gia đình nhà gái để hai bên gia đình sẽ cùng làm nghi thức lễ ăn hỏi cho hai bạn ngày hôm nay. Và bây giờ thì tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình họp nhà gái đại diện được cô dâu sẽ có lời phát biểu để đáp lời và nhận lễ. Trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý,
tình yêu của hai cháu chúng tôi, Trung Thanh và Phương Thảo, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, ngày hôm nay đã đi đến cái ngày vui trọn vẹn để đi đến hạnh phúc hôn nhân của hai cháu, được sự đồng ý của hai gia đình và được sự lựa chọn ngày lành tháng tốt của hai bên gia đình, thì hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ gọi là lễ ăn hỏi cho các cháu để tiến tới cái hôn nhân hạnh phúc của các cháu. Xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái, trước tiên là chúng tôi xin gửi tới các ông, các bà, các cô, các tất cả các vị khách quý bên gia đình họ nhà trai lời cảm ơn chân thành nhất, và cũng xin thay mặt họ nhà gái xin được chấp nhận lễ ăn hỏi của họ nhà trai. Và tôi cũng xin thưa với các cụ, các ông, các bà, hôm nay là chúng ta sẽ tổ chức lễ ăn hỏi cho các cháu, và ngày mai cũng là ngày lành tháng tốt, theo sự thống nhất của hai gia đình, chúng ta, hai gia đình chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho các cháu. Và một lần nữa xin gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà, tất cả các vị khách quý lời chúc sức khỏe chân thành nhất. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều, những chào vào tay thật lớn, thật nồng nhiệt mà quý vị đã dành tới vị trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái, đại diện cho cô dâu Phương Thảo của chúng tôi. Từ hôm nay anh sẽ hạnh phúc hơn bao ngày, là được cùng em mình cùng đi trên con đường mới. Tim anh dường như khép lại, hạnh phúc dâng lên đầy vơi, chỉ để cho em đắm say rạng ngời. Về chung một nhà hay thiết tha và nên đậm đà, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui cùng tôi, và cảm ơn đời đã cho tôi gặp em. Hãy bên nhau suốt đời này, tình nồng ấm, em cứ yên tâm vì đã có anh cạnh bên. Chỉ có nơi em là nơi yên bình nhất. Trong tim đừng trao ai nữa nhé. Anh cảm ơn em dành cho anh một thanh xuân tuyệt vời, nắm lấy tay nhau mình đi đến hết cuộc đời. Bao câu ca anh gửi đến em, anh là người quan trọng trong tim em. Hôm nay anh hạnh phúc khi gần em. Happy I love you. Chung một nhà tựa vai anh mình vui hát ca, và cảm ơn người dành cho anh món quà vô giá. Cảm ơn tất cả bạn bè đã đến chung vui cùng tôi, dành chút yêu thương gửi chào vợ trong tôi. Hãy bên nhau suốt đời này, tình nồng ấm, em cứ yên tâm, mọi thứ cứ để anh. Yên bình nhớ mỗi hôm này anh xin tặng em nụ hôn thắm thiết, hay giấu trong tim đừng trao ai nữa đâu. Anh cảm ơn em dành cho anh một thanh xuân tuyệt vời, trao gửi yêu thương cùng anh đi hết cuộc đời. Hãy bên nhau suốt đời này, tình nồng ấm, em cứ yên tâm vì đã có anh cạnh bên. Chỉ có nơi em là nơi yên bình nhất thôi. Dành
cho anh một thanh xuân tuyệt vời, trao gửi yêu thương cùng anh đi hết cuộc đời. Dành những tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được cảm ơn rất nhiều với điệu múa của hai con Bảo An và Hà Anh trong buổi tối ngày hôm nay. Và với những lời nói đầu tiên thì cho phép MC Quang Hưng xin được thay lời đại diện cho hai bên gia đình, cũng như là thay lời đại diện cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Tuệ Trần, xin được kính chúc tới toàn thể bà con, cô bác và gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và cũng xin được thay lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất từ phía gia đình họ nhà trai, cũng như là thay lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất từ phía tân chú rể Trung Thanh. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều tới những tình cảm và sự hiện diện vô giá của tất cả quý vị, cùng với đó là những ánh mắt nụ cười, những đôi môi rạng rỡ và những lời chúc mừng thân thương hạnh phúc tuyệt vời nhất mà quý vị đã dành cho gia đình, cũng như là dành cho đôi tân hôn Trung Thanh và Phương Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để rồi đàn vui thì dạo khúc đường xa, người vui chúng ta hát khúc câu ca cuộc đời, ngàn năm dẫu có xa vời, thì cùng chúc cho đôi bạn trẻ được chọn đời ái ân. Cho phép MC Quang Hưng xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình giao lưu văn nghệ chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Trung Thanh và cô dâu Phương Thảo. Giờ phút này xin phép chính thức được bắt đầu.
Rất tuyệt vời, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với màn pháo sáng đầu tiên của Trung tâm Tổ chức Sự kiện Tiệc Cưới Tuệ Trần, cùng với bản nhạc hòa tấu không lời đầu tiên mà Nam Nhạc Công Hải Linh đã gửi đến toàn thể quý vị. Để thay cho lời chào, lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất mà gia đình họ nhà trai chúng tôi, cũng như là tân chú rể Trung Thanh muốn gửi tới toàn thể quý vị đang hiện diện về việc khán phòng cưới của gia đình. Và ngay giờ phút này đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng tầm nhìn của mình về phía sân khấu tình yêu. Cùng với những bông hoa văn nghệ đầu tiên thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Dương sẽ gửi đến toàn thể quý vị với những giai điệu ngọt ngào nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được hân hoan, chào đón. Vâng, và lời nói đầu tiên thì cho phép Thủy Dương được thay mặt cho tất cả anh em đến từ Trung tâm Tổ chức Sự kiện Tuệ Trần xin được kính chuyển tới tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu chương trình văn nghệ chúc phúc cho cô dâu chú rể, cho phép Thùy Dương xin được gửi tặng tới tất cả quý vị qua một nhạc phẩm, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Doãn Nho. Nhạc phẩm được mang tên Chiếc Khăn Piêu. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Trong rừng kiếm, trong rừng chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chiều.
kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vào giờ phút này tại tư gia của gia đình họ nhà trai chúng tôi vẫn đang dang rộng vòng tay cũng như là mở rộng cánh cổng hoa số 1 của gia đình để được hân hoan chào đón những tình cảm tuyệt vời, những bước chân hồng tình yêu của quý vị trở về đây. Vì tình cảm thương con mến cháu, vì tình làng nghĩa xóm và vì hạnh phúc của hai bạn, quý vị trở về đây ta cùng lắng nghe nhau hát và hát cho nhau nghe. Chung chia niềm vui niềm hạnh phúc với gia đình họ nhà trai, niềm vui niềm hạnh phúc với đôi tân hôn Trung Thanh và Phương Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ phút này để cùng liên tục chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của Bắc Tùng Lâm sẽ cùng trở về sân khấu của gia đình dành tặng cho hai cháu với những bản nhạc tình ca tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu, tôi xin gửi tới bài Tình Cha. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu. Suốt đời vì con gian lận, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già giàu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu, suốt đời vì con gian lận, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dẫu yêu, còn nhớ như ngày ấy, những đêm chuồng xa lạnh mà cha làm ôm con sưởi ấm những cành dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói lại con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha sống cho lên người. Và con ơi chưa bao giờ rồi ra nghèo thì cho sạch rách sao cho thường. Những lời của cha lắm dư, con nguồn ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dẫu cha lắm xưa, con nguồn ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dẫu yêu. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với điệu nhảy dancer của cháu Bảo An sẽ cùng trở về sân khấu của gia đình dành tặng những điệu nhảy hay nhất tới tất cả quý vị. Xin mời. Same.
take the chance for romance. Take my heart, I need your soul. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry, baby, going through emotion. Love is where to find it. Listen to your heart. Sherry, sherry, baby, living in devotion. So it's like the first time. Let me take the part. Sherry, sherry, baby, let us know tomorrow. Take my heart and lose it. Listen to your heart. Sherry, sherry, baby, tonight I wish to love you. If you call me, baby, I'm always yours. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được cảm ơn rất nhiều với điệu nhảy của chú Tài, cũng như là cảm ơn điệu nhảy của cháu Bảo An đã được trở về trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúc con có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và chăm ngoan học giỏi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và giờ phút này tại tư gia của gia đình họ nhà trai chúng tôi đã được đón nhận rất nhiều những tình cảm của quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nào nữ thanh niên gần xa đã cùng bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về với tư gia của gia đình trong buổi tối ngày hôm nay để cùng tham dự với tiệc nước, tiệc thuốc, tiệc trà và cùng đưa về với những tình cảm tốt đẹp, chân thành nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ phút này thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục bên những chén nước ân tình của gia đình và cùng hướng ánh mắt của mình về phía sân khấu tình yêu để cùng đến với tiếng hát của bác Quang Anh sẽ trở về sân khấu của gia đình dành tặng tới tất cả quý vị với những giai điệu ngọt ngào nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Để nối tiếp chương trình vui liên hoan mừng hạnh phúc cho hai cháu, lời đầu tiên xin gửi tới toàn thể hội hôn một lời chào trân trọng nhất. Và sau đây một nhạc phẩm rất quen thuộc của Bùi Anh Tú với bài Mời Anh Về Thăm Quê Em. Thăm quê hương anh Thái Bình, về tắm biển Đông Châu khi chiều về sóng vỗ. Xa đưa tiếng sáo diều nghe dòng họ thiết tha, hoàng hôn chiều tìm đi êm đềm những khúc ca. Em ơi hãy đến thăm quê hương em Thái Bình, những cánh đồng phố xa ngàn ngào hương lúa chín. Thương anh em vẫn chờ nong tầm ươm nửa tư, em dệt đôi áo mới cho tình yêu chúng mình. Quê hương em sớm chiều vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh. Thái Bình ơi, xôn xao những chuyến đò, nhớ thương nơi hẹn hò. Dù mai có đi xa, vẫn một lòng thiết tha gửi về quê hương ta một tình yêu bao la. Vang tiếng hát, bàn tay em gieo hạt cho đồng lúa thêm xanh.
Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đã dành cho bác Quang Anh trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ phút này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục hân hoan bên tiệc ngọt và cùng hướng ánh mắt của mình về phía sân khấu tình yêu để cùng đến với sự quay trở lại của nữ ca sĩ Thùy Dương sẽ gửi đến toàn thể quý vị với những giai điệu ngọt ngào nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau.
kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và sau đây xin được có trân trọng kính mời món quà của bạn Đình Vang sẽ cùng trở về sân khấu của gia đình, cùng dành tặng cho chú rể cô dâu những bản nhạc tình ca tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được có trân trọng kính mời. Để tiếp nối chương trình văn nghệ mừng hạnh phúc cho hai bạn, Đình Vang xin được gửi tới toàn thể hội cưới ca khúc được mang tên Giận Mà Thương. Cả giận mà thương, sao mà giá diệt thế, ôi câu ca nặng tình nặng có lúc nào em giận anh không, có lúc nào em giận anh không, để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương, xoáy nóng em đỏ, thương mà giận, dễ gì đã bỏ, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nàng hai sương, đổi chơi đạp đất, bao vất vả, bàn tay anh lo hết, bao đổi thay, em chưa thể hiểu. Ơi câu ca rằng giận mà thương anh lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu thắm nồng, khi chờ gió mình vẫn ấm mới dần rồi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những người bạn đến từ phía chú rể Trung Thanh. Và trước đó cũng đã trở về đây và tạo nên những bầu không khí vô cùng sôi động, vô cùng vui nhộn để chúc mừng hạnh phúc của chú rể cô dâu. Chương trình chúng tôi xin được thay lời cảm ơn từ phía gia đình họ nhà trai. Trân trọng cảm ơn rất nhiều từ những tình cảm của tất cả quý vị đã bớt chút thời gian vàng học của mình trở về với tư gia của gia đình trong buổi tối. Thank you.
gái tài gái sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Lần đầu tiên, cho phép MC chuyển ra được thay lời cho gia đình nhà gái cùng trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Kiên Hòa, nhạc công Thế Duyệt. Xin hân hoan gửi tới toàn thể quý cô ông, quý cô bà, cô dì chú bác, bạn bè nam nữ gần xa một lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Chúc sự kiện đại lễ vu quy của cô dâu Phương Thảo và chú rể Trung Thanh được thành công rực rỡ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất trân trọng và kính mến. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Trải qua tuổi trẻ khát khao và cháy bỏng, đôi bạn trẻ Phương Thảo và Trung Thanh, họ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn đến tới một tình yêu. Từ sự tác hợp của đôi bên gia đình, sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi hai bạn trẻ sinh ra và lớn lên. Và tiếp tục chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai có đôi lời phát biểu xin dâu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng cô dì chú bác và hai gia đình bọn họ. Lời đầu tiên cho các tôi được gửi lời chào trân trọng và lời gửi chúc sức khỏe tới các cụ và các vị đại biểu ngồi trong buổi lễ vu quy hôm nay. Tôi cùng với phái đoàn nhà trai cùng với các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì chú bác của hai gia đình nội và ngoại của cháu lại Trung Thanh và các bạn của cháu cùng với tấm lễ xin dâu cháu Phương Thảo về nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy đoàn đại biểu chúng tôi nhà trai kính mong gia đình các cụ, các ông bà trong gia đình nhà họ gái chấp nhận để tới 2 giờ kém 5 phút là bắt đầu họ nhà trai là giờ tốt phút đẹp là chúng tôi sẽ lên đường, đoàn xe sẽ trở về nhà trai để tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn ạ. Vâng,
Vâng, quý vị vừa được đến với lời phát biểu xin dâu rất ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của bác trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai. Và kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, nhà trai thì cũng đã lớn rồi, nhà gái cũng có đôi lời xin thưa. Và sau đây xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái có đôi lời phát biểu, xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác gần xa, kính thưa các vị khách quý, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có cơ chào sang xin cháu Phương Thảo về làm dâu gia đình nhà trai. Thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi xin phép được nhận cái lễ của gia đình nhà trai chính thức để đưa lên thắp hương tiên tổ, báo cáo với tiên tổ để cho cháu Phương Thảo được về làm dâu con gia đình bên nhà trai. Và cũng xin thay mặt gia đình nhà gái xin cảm ơn gia đình nhà trai đã làm đầy đủ mọi thủ tục rất là chu toàn cho đến giờ phút này. Và xin cuối cùng xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác gần xa. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả các vị khách quý. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, quý vị vừa được đến với lời phát biểu xin dâu và trao dâu của hai bác trưởng đoàn phái đoàn của hai đôi bên gia đình. Và kính thưa quý vị, qua lời phát biểu của mình, hai bác cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tình cảm của toàn thể quý cô bác, anh chị, em, bạn bè năm nước gần xa đã dành cho hai gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để đến với nghi lễ chào lễ xin cưới. Sau đây xin trân trọng kính mời hai bà mẹ thân sinh ra cô chú rể và cô dâu, chúng ta hãy cùng bước lên sân khấu để thực hiện nghi lễ chào lễ xin cưới. Xin trân trọng kính mời hai bà. Xin mời quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai gia đình ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Nhận lấy đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, đang hiện diện tại bàn dãy ghế trung tâm trong hôn trực cưới gia đình họ nhà gái chúng ta là hai nhân vật chính, những người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, đó chính là chú rể Trung Thanh của cô dâu Phương Thảo. Một lần nữa xin kính mời quý vị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đôi bạn trẻ ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong ngày vui, ngày hạnh phúc của mình hôm nay, cô dâu và Phương Thảo và chú rể Trung Thanh đã và đang được đón nhận rất nhiều những tình cảm cao quý ngàn vàng màu của toàn thể quý cô ông, quý cụ bà bè nam nữ gần xa về chúc vui, chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và ngay sau đây xin mời kính mời hai bạn chúng ta hãy đứng dậy dành một động tác cúi chào thay cho lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Vâng, quý vị vừa được chứng kiến đôi bạn trẻ Phương Thảo và Trung Thanh thực hiện động tác cúi chào thay cho lời cảm ơn chân tình đối với tình cảm quý vị đã dành cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà mẹ thân sinh ra chú rể và bà mẹ thân sinh ra cô dâu sẽ làm nghi thức buộc quai nón để thắt chặt mối tình thông gia. Trước sự chứng kiến của quan viên bốn họ hai gia đình, xin trân trọng kính mời hai bà cùng bước lên sân khấu. Xin mời hai bà hãy quay xuống dưới để những nhà nhiếp ảnh chúng ta lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của hai bên gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, trước sự chứng kiến của quý quan viên bốn họ hai gia đình, hai bà đã thắt chặt quai nón và xin chúc cho hai gia đình mãi mãi keo sơn, đời đời bền vững. Ngay sau đây là nghi thức trao nón cho cô dâu để từ đây đón cô dâu Phương Thảo về làm dâu con trong gia đình
Và kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, gió này che nắng che mưa, che cho con cả nắng mưa cuộc đời. Vâng, bà sẽ chụp lại kiểu ảnh đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin mời các nhà nhiếp ảnh ra, chúng ta cùng lưu lại khoảnh khắc gần nhất mà bà mẹ cô dâu trao cho người con dâu của mình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Và xin mời hai bà mẹ hãy trở về dây bàn dây ghế danh dự của mình. Và xin mời chú rể cô dâu chúng ta hãy ở trở lại sân khấu để nhận món quà từ người thân yêu. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trong ngày vui ngày hạnh phúc của mình, ngoài những món quà bằng tinh thần thì cô dâu và Phương Thảo và chú rể Trung Thanh của chúng ta cũng sẽ được đón nhận rất nhiều những món quà bằng vật chất do những người thân yêu của mình. Và kính mời sau đây là món quà của bố mẹ cô dâu sẽ trao cho hai người con của mình trong ngày vui cưới ngày hôm nay. Công cha thì như núi Thái Sơn, như mẹ như nước chặn nguồn chảy xa. Núi Thái Sơn thì cao qua mãi ngàn đời, nước chặn nguồn thì chảy ra mãi mãi. Vâng, trong ngày vui ngày phúc của mình thì bố mẹ cũng có món quà, mong cho hai con mãi mãi hạnh phúc. Đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của bố mẹ cũng như. Xin mời các nhà nhiếp ảnh gia chúng ta hãy cùng lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hôm nay. Trong ngày vui ngày hạnh phúc của con, bố mẹ cũng muốn trao cho con để sau này con phát triển, xây dựng một gia đình hạnh phúc ấm no, đó là cũng là mong muốn của bố mẹ. Xin mời các nhà nhiếp ảnh gia chúng ta cùng lưu lại khoảnh khắc này. Vâng, xin cảm ơn bố mẹ thân sinh ra cô dâu rất nhiều. Xin mời các bà hãy trở về phía bàn danh sự của mình. Đầu chú rể sẽ nhận được trong ngày hôm nay sẽ là món quà của anh chị Nam Huyền, sẽ là người nối tiếp chương trình tặng quà ngày hôm nay. Xin mời anh chị sẽ có món quà tặng cho em trong ngày hạnh phúc. Vâng, ngoài món quà mà anh chị sẽ trao tặng cho cô dâu và chú rể, cô rể dâu và chú rể chúng ta còn nhận được những món quà của những người cháu thân yêu của mình, cũng có món quà nhỏ bé để tặng cho chú rể của mình trong ngày hạnh phúc. Xin mời các nhà nhiếp ảnh gia chúng ta cùng đi lại khoảnh khắc đẹp tuyệt vời đây ạ. Vâng, xin cảm ơn món quà của anh chị Nam Huyền rất nhiều. Và món quà tiếp theo mà cô dâu chú rể sẽ nhận được đó chính là món quà từ Bắc Bá Nga Hòe, sẽ là người đối tiếp chương trình tặng quà ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời Bắc Bá. Vâng, có thể nói rằng ngày hôm nay ngày vui ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Cô dâu Phương Thảo và chú rể Trung Thanh đã và đang được nhận rất nhiều những tình cảm của những người thân yêu dành tặng cho mình trong ngày vui hè hạnh phúc. Vâng, bác bà không có gì nhiều, gọi là có một ly một like để tặng cho các cháu, chúc cho hạnh phúc của các cháu viên mãn đến trọn đời. Xin cảm ơn tình cảm tuyệt vời của bác bà Cao Hòe đã dành cho cô dâu và chú rể trong ngày vui cưới ngày hôm nay. Mời bác bá hãy dừng lại để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời với hai người cháu của mình ạ. Vâng. Còn món quà tiếp theo là món quà của bác bá Huệ Vũ, sẽ là món quà tiếp theo mừng hạnh phúc cho hai cháu trong ngày vui cưới. Vâng, theo sự quan sát của ban tổ chức thì chỉ ít phút nữa thôi là đồng hồ sẽ trở vào dây vàng giờ ngọc phút kim cương, phải là giờ mà phái đoàn Họa Nhật Trai sẽ đón cô dâu Phương Thảo về làm dâu con cho gia đình. Và
tiếp tục món quà là món quà của bác Huệ Vũ. Vâng, xin cảm ơn bác má rất nhiều. Và món quà tiếp theo là món quà của chú Quang An đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh trao cho món quà cho người cháu của mình. Xin mời các nhà nhiếp ảnh ra, chúng ta hãy cùng lưu lại khoảnh khắc của chú trao tặng cho mình. Vâng, xin cảm ơn chú rất nhiều. Xin mời đại gia đình hoàng đẹp gái chúng ta cùng bước lên chụp kiểu ảnh lưu niệm với cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Và để đảm bảo thời gian thì sân trọng kính mời đại gia đình và nhà gái chúng ta hãy cùng nhanh chân bước lên phía sân khấu để cùng lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất với người con gái và người con rể của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Các nhà nhiếp ảnh gia chúng ta hãy cùng lưu lại khoảnh khắc này nhanh nhất ạ. Và nghi thức chụp ảnh gia đình cũng đã khép lại chương trình đại lễ vu quy của cô dâu Phương Thảo và chú rể Trung Thanh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lúc này khi đồng hồ cũng đã chỉ vào giây và giờ làm phúc kim cương, cái giờ mà phái đoàn họ nhà trai chọn đảng giờ đón cô dâu.
tung bay, sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng. Và giờ phút này xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng ngồi đến vị trí trong ngồi của mình để cùng bắt đầu bước vào với chương trình đại lễ cảnh hôn. Chúc mừng hạnh phúc các chú rể Trung Thanh và cô dâu Phương Thảo. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, giờ phút này gia đình họ nhà trai cũng như là những người thực hiện chương trình xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể các quý vị đại biểu quan khách. Chào đón những tình cảm tuyệt vời vô giá của quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên gần xa đang có mặt tại tư gia phòng trà tiệc cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi trên mảnh đất quê hương xã Phương Công, đất mẹ thân yêu, để cùng tham dự chương trình đại lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Trung Thanh và cô dâu Phương Thảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Và với những lời nói đầu tiên thì cho phép MC Quang Hưng xin được thay lời đại diện hai bên gia đình cũng như là thay lời đại diện cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Tuệ Trần xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào thân thương nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, có lẽ tình yêu, cuộc sống là món quà vô cùng ý nghĩa mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Và cuộc sống thì không thể thiếu đi được tình yêu, bởi tất cả mỗi chúng ta sinh ra đều đã có một trái tim để yêu, một tâm hồn biết yêu và luôn khát khao được hạnh phúc. Chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Trung Thanh và cô dâu Phương Thảo. Giờ phút này xin phép chính thức được bắt đầu. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều tới những tình cảm của quý vị và cảm ơn rất nhiều với những giai điệu âm nhạc đầu tiên. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng tầm nhìn của mình về phía sân khấu tình yêu để cùng chào đón và làm quen với tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương sẽ gửi đến toàn thể quý vị với những giai điệu ngọt ngào nhất trong ngày hôm nay. Xin được hân hoan chào đón. À vâng, và lời nói đầu tiên thì cho phép Thùy Dương được thay mặt cho tất cả những người làm chương trình xin được kính chuyển tới tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và Thùy Dương cũng xin chúc cho cô dâu chú rể trong năm tình viên mãn, bậc đầu nghĩa phu thê. Và để mở đầu chương trình văn nghệ, cho phép Thùy Dương xin được gửi tặng tới tất cả quý vị qua một nhạc phẩm được mang tên Yêu Anh Dài Lâu. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Bỗng nghe lòng đau mất
Dạ vâng, quý vị có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn cho tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Dương được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Dương đã gửi đến toàn thể quý vị với một sáng tác rất là tuyệt vời. Các khúc mang tên Yêu Em Dài Lâu để thân gửi tặng tới tất cả quý vị cũng như là chúc mừng hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Giờ phút này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tạm gác lại với những công việc riêng tư của mình và cùng hướng ánh mắt về phía sân khấu tình yêu. Và giờ phút này ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai nhân vật chính ngày hôm nay, chú rể Trung Thanh, cô dâu Phương Thảo. Xin mời hai bạn chúng ta hãy cùng nắm tay nhau trở về sân khấu tình yêu để cùng ra mắt toàn thể quý vị cũng như là thực hiện những nghi thức trang trọng trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và sau phút này để cùng tiếp tục chương trình thì xin mời chú rể cô dâu hãy cùng quay vào nhau để cùng trao nhau những ánh mắt nụ cười và cùng trao nhau cặp những yêu thương trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để rồi chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm dừng lại. Và khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giáp út sẽ thể hiện sự yêu thương che chở của đôi bạn trẻ đến suốt cuộc đời. Và giờ phút này đây, chú rể Trung Thanh chính thức làm chồng, cô dâu Phương Thảo chính thức làm vợ. Chúc các chú rể cô dâu được trao năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và xin mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời chú rể cô dâu hãy cùng giơ tay lên để cùng ghi lại với những thước phim tuyệt vời nhất ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, kể từ sinh con ra thì ai cũng mong muốn con cái của mình được khôn lớn trưởng thành và xây dựng hạnh phúc gia đình. Và ngày hôm nay trước sự khôn lớn trưởng thành của chú rể Trung Thanh thì người mẹ sinh thành ra chú rể cũng có món quà để dành tặng cho hai con. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời về phía sân khấu người mẹ sinh thành ra chú rể Trung Thanh cùng trở lên phía sân khấu dành tặng cho hai con với những món quà ý nghĩa trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời chú rể cùng giúp đỡ mẹ ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để rồi sinh con thì cơ cực nồng than, nuôi con khôn lớn gian nan bội phần, cha mẹ luôn chu đáo ân cần, góp ăn nhịn mặc dành phần cho con, dành dụng cả một cuộc đời tần tảo mưu sinh, nuôi con khôn lớn, nuôi con trưởng thành. Và ngày hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc của hai con, thì mẹ cũng có món quà nhỏ dành cho hai con với một mong muốn là chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và xin mời mẹ hãy cùng lán lại phía sân khấu để cùng ghi lại với những thước phim đẹp nhất cùng với hai con. Xin mời. Xin được trân trọng cảm ơn món quà của mẹ rất nhiều và xin mời mẹ tiếp tục trở về với hàng bàn hàng ghế danh dự để cùng chung vui với niềm vui hạnh phúc. Và giờ phút này thì xin mời chú rể cô dâu cùng di chuyển xuống phía thắp bánh tình yêu để cùng chia ngọt sẻ bùi với bánh gato trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay cùng với trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Xin mời. Vâng ạ. Và xin mời quý vị chúng ta dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng chú rể cô dâu ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và còn cây cuối cùng xin mời anh ạ. Và giờ phút này xin mời chú rể cô dâu nâng chiếc dao hạnh phúc ạ để cùng lần lượt cắt từng chiếc bánh trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Xin mời. Xin mời chú rể cô dâu cùng tay trong tay ạ. Dạ vâng, rất tuyệt vời, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và tiếp tục thì xin mời chú rể cô dâu di chuyển sang phía bên cạnh để cùng đến với tháp rượu sâm banh để cùng đong đẩy lên tháp rượu yêu thương với những dòng rượu ngọt ngào chứng minh tình yêu của hai bạn trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Rồi ạ, xin mời chú rể cô dâu cùng tay trong tay đong đẩy lên tháp rượu yêu thương. Xin mời.
Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để rời rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình trao mừng thống duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu của tình yêu. Và những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước thì tưới cho tình yêu được tươi thắm, và mật ngọt thì tô điểm cuộc sống mai sau của đôi bạn trẻ. Và giờ phút này xin mời quý vị chúng ta một lần nữa dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và với chai rượu thứ hai thì chú rể thao tác như chai rượu ban đầu và rót xuống 6 chiếc ly ở phía dưới mặt bàn. Để ít phút nữa cảm ơn đấng sinh thành hai bên gia đình, xin được trân trọng kính mời. Xin mời chú rể cô dâu cùng tay trong tay rót xuống 6 chiếc ly ở phía dưới mặt bàn ạ. Và số rượu còn lại thì tiếp tục đong đầy đến tháp rượu yêu thương trong ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời. Quý vị thân mến, để có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay thì không thể không nhắc tới những người làm cha, làm mẹ. Và giờ phút này, ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời về phía sân khấu cha mẹ sinh thành ra chú rể Trung Thanh, cùng với người cha sinh thành ra cô dâu Phương Thảo, cùng với một người cô đại diện cho gia đình họ nhà gái, cùng trở về phía trước sân khấu để cùng chung vui niềm vui hạnh phúc của hai con. Xin được trân trọng kính mời. Mời chú rể xuống phía dưới tiếp tục nâng hai ly rượu đưa cho cô dâu và cô dâu dâng người cha người mẹ sinh thành các chú rể Trung Thanh ạ. Và hai ly rượu còn lại của chú rể và cô dâu xin mời chú rể xuống phía dưới cùng cầm lên ạ. Và giờ phút này thì xin mời đại diện hai bên gia đình đứng hai bên và chú rể cô dâu đứng ở giữa, xin mời. Giờ phút này thì xin mời hai bên gia đình hãy cùng dành cho nhau một cái cụm ly thật nhẹ để cùng kết chặt tình nghĩa thông gia cũng như chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng hai bên gia đình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời chú rể cô dâu hãy cùng quay vào nhau đang chéo tay nhau để uống rượu giao môi ạ. Xin mời. Và xin mời gia đình nhà mình chúng ta hãy cùng nhấp môi ạ. Và ngạ không uống thì nhấp môi cũng được ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều. Và giờ phút này xin mời bố mẹ tiếp tục trở về với hàng bàn hàng ghế danh dự để cùng chung vui với niềm vui niềm hạnh phúc của hai con. Xin cảm ơn ạ. Và giờ phút này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục mời nước mời thuốc mời trầu và cùng hướng ánh mắt của mình về phía sân khấu tình yêu để cùng chào đón và làm quen với tiếng hát của chú Hồng sẽ cùng trở về phía sân khấu để dành tặng cho hai cháu với những bản nhạc tình ca tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng kính mời. Để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu, xin gửi tới toàn thể hội cưới một lời chào trân trọng nhất và sau đây một nhạc phẩm rất quen thuộc của Bùi Uyên Minh với bài Thái Bình quê hương tôi. Núa xanh như vây gọi tiếng ca như chào mời bạn. Thank you.
Dạ vâng, rất tuyệt vời, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đã dành cho Bác Quang Anh với một sáng tác rất tuyệt vời của nhạc sĩ Bùi Hoàng Nguyên Minh, ca khúc mang tên Thái Bình Quê Hương Tôi. Để rồi quê hương thì nghĩa nặng tình sâu, bao năm xa cách đón nhau trở về. Với những hình ảnh quê hương được hiện lên trong tâm trí mỗi con người chúng ta, đầy thân thương, đầy trìu mến, với những cây đa bến nước sân đình, với những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay. Và tất cả quý vị chúng ta ngồi đây có lẽ cũng đều là những người con của quê hương Thái Bình. Cho dù chúng ta làm ăn, học tập, công tác ở đâu xa đi chăng nữa, nhưng nơi trở về cuối cùng đó vẫn chính là quê hương và gia đình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với tiếng hát của Bác Quang Anh đã trở về trong ngày vừa hôm nay. Và giờ phút này để cùng liên tục chương trình giao lưu văn nghệ thì chúng tôi có đón nhận được cả món quà âm nhạc đến từ phía gia đình Hòa Nhà Gái. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời tiếng hát của cô Vũ Bình sẽ cùng trở về sân khấu để cùng dành tặng cho hai cháu những bản nhạc tình ca tuyệt vời nhất. Xin được trân trọng kính mời. Ngồi tựa mạn thuyền. Ngồi rằng là ôi,
Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với tiếng hát của cô Vũ Bình. Cũng giới thiệu luôn với tất cả quý vị, có lẽ Quang Hưng cũng là học trò của cô Vũ Bình đó. Cách đây khoảng 5 năm về trước, cô rất là xinh đẹp ấy. Nhưng mà 5 năm sau gặp cô vẫn xinh đẹp như vậy. Xin được cảm ơn món quà của cô rất nhiều. Và chúc cô và gia đình có thật nhiều sức khỏe và vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Và xin được trân trọng cảm ơn món quà của cô đã chúc mừng hạnh phúc của chú rể cô dâu trong ngày vui hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vào giờ phút này để cùng liên tục chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cũng như là trao dâu tại khán vòng cưới của gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác gần xa, kính thưa các vị khách quý, tình yêu của hai cháu Trung Thanh và Phương Thảo vượt qua không gian, qua những cánh sóng, vượt qua thời gian, được hai bên gia đình vun đắp đến hôm nay đã đạt được kết quả cuối cùng. Hôm nay hai gia đình chúng tôi làm lễ thành hôn cho hai cháu trong một ngày rất là đẹp trời tại quê hương Thái Bình, quê lúa. Chúng tôi xin thay mặt cho ra hai bên gia đình chân thành cảm ơn sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác gần xa cũng như tất cả các vị khách quý đã bớt chút thời gian vàng ngọc về đây chung vui với hai gia đình chúng tôi và chúc phúc cho hai cháu. Cũng nhân ngày này, bác muốn nhắn nhủ tới hai cháu, kể từ giờ phút này trở đi các cháu đã là vợ chồng, bác mong hai cháu sẽ làm tròn trách nhiệm của người con dâu và người con rể đối với hai bên gia đình. Và bác chúc cho hai cháu viên mãn hạnh phúc trăm năm đến trọn đời. Cũng nhân dịp này, xin được cảm ơn gia đình họ nhà trai đã dành sự đón tiếp trọng thị và nồng nhiệt đối với gia đình họ nhà gái chúng tôi. Một lần nữa, cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác gần xa và tất cả các vị khách quý hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Vấn đề đầu tiên thì bác cũng đã cảm ơn tới sự đón tiếp nồng hậu mà gia đình họ nhà trai đã dành cho gia đình họ nhà gái. Và sau đó thì bác cũng đã thay mặt cho gia đình họ nhà gái gửi gắm cũng là trao cô dâu Phương Thảo cho gia đình họ nhà trai. Và cũng rất mong muốn rằng chú rể hãy lắng nghe và ghi nhớ những lời phát biểu của bác để thay cha mẹ cô dâu, thay gia đình họ nhà gái yêu thương, quan tâm, bỏ bát chăm sóc người vợ của mình để sống sao cho tròn con Thảo cháu Hiền, dâu Hiền thì nên gái, còn rể Thảo thì nên trai. Và giờ phút này để cùng đáp lại với những tình cảm tuyệt vời trang trọng đó, ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời đáp từ cũng như là cảm ơn tới những tình cảm của quý vị trở về trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác của hai gia đình bốn họ, lời đầu tiên cho cả tôi được kính chào và kính mời các cụ, các ông bà ra tới dự lễ thành hôn và mời các cụ, các ông bà xơi nước, xơi thuốc và dự buổi lễ thành hôn của hai con chúng tôi hôm nay. Kính thưa các cụ, qua một thời gian tìm hiểu của hai cháu, từ tình bạn đến tình yêu và hai bên gia đình đã trao đổi và đi thống nhất quan điểm tập trung tổ chức xây dựng hạnh phúc cho hai con. Và hai gia đình đã tiến hành thống nhất là làm đầy đủ thủ tục nghi lễ để đến ngày hôm nay được trọn vẹn và tổ chức buổi lễ kết hôn này. Và được sự đồng ý của chính quyền địa phương hai xã Phương Công và xã Tây Giang, hai gia đình đã tiến hành long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai con vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023, tức là 20 tháng 10 năm 2023, là cái này rất đẹp trời, đây là rất tạnh, rất giám, rất ấm áp.
Và qua buổi lễ này, tôi xin tiếp nhận ý kiến của một vị đại biểu của đoàn đồng giá đã trao cháu Phương Thảo cho gia đình nhà chúng tôi. Tôi hoàn toàn xin công bố, tôi được xin tiếp nhận cháu Thảo là con dâu của chúng tôi. Và cháu Thảo Phương Thảo là vợ của cháu Lại Trúc Thanh. Cháu Thảo sẽ là cháu dâu của trong dòng họ nội và ngoại của họ nhà trai chúng tôi. Và cháu Phương Thảo cũng là thành viên trong khu vực cộng đồng chung sống. Cũng nhân dịp hôm nay, trong buổi lễ long trọng này, tôi cũng xin gửi cháu Lại Trúc Thanh là con của tôi sẽ về làm con rể của ông Phạm Quang Thành và cháu rể của các cụ trong họ nhà người đại. Và cũng nhân dịp ngày hôm nay, tôi xin công bố là tôi ông Thành, tôi bà Tâm, ông Thành và bà Chắc chính thức kết đôi thông gia từ hôm nay. Nhân dịp buổi lễ thành hôn của hai cháu, tôi là bố của hai cháu, đã có thể có đâu rồi, chúc phúc cho hai con viên mãn trong tình yêu và cuộc sống trong tình yêu, rồi hai con sớm sinh cháu đầu lòng. Trai cũng được, gái cũng đẹp, thêm người thêm vui. Và đồng thời cũng dặn hai cháu đấy, đừng có thấy sóng to gió lớn mà buông tay chèo, phải giữ chắc tay chèo để chèo con đò tình yêu của mình, hạnh phúc của mình tới bờ tới bến. Và câu nữa, dù hai cháu đã nên duyên vợ chồng, đừng thấy núi nghiêng sông cạn mà rời nhau, phải nắm chặt tay nhau xây dựng cuộc đời có cả đến mấy cũng phải quyết tâm. Và chúc cho hai gia đình tham gia keo sơn để chăm lo cho hạnh phúc của gia đình trẻ ạ. Và cũng xin chúc lần nữa, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác không quản đường xá xa xôi từ miền và hai bạn của các cháu từ miền Nam, miền Bắc, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh của hai gia đình bốn họ đều về dự chúc vui buổi lễ thành hôn hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn tới ban tổ chức sự kiện, ban loa đài âm thanh ánh sáng và ban biên tập đoàn quay phim chụp ảnh đã phục vụ để buổi lễ thành hôn của hai con tôi thành công. Và xin chúc là cảm ơn là tới bộ phận ẩm thực, bộ phận tiếp tân đã phục vụ hoàn hảo và chú đáo để buổi lễ thành hôn của hai con tôi thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay của tất cả quý vị đã dành cho vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và lần đầu tiên thì bác cũng đã cảm ơn từ những tình cảm của tất cả quý vị đã trở về trong ngày buổi hôm nay. Và sau đó thì bác cũng đã tiếp nhận cũng là ghi nhận với lời phát biểu của vị trưởng đoàn gia đình họ nhà gái.
cũng như là tiếp nhận cô dâu Phương Thảo là dâu là con của gia đình họ nhà trai chính thức từ ngày hôm nay. Và đến giờ phút này đây cũng đã thành công tốt đẹp, thành công rực rỡ. Một lần nữa thì thay lời đại diện hai bên gia đình cũng như là thay lời đại diện cho cô dâu của chú rể, xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều từ những tình cảm và sự hiện diện vô giá của tất cả quý vị đã cùng bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về với tư gia của gia đình trong ngày buổi hôm nay. Và giờ phút này thì xin mời chú rể cô dâu hãy cùng đứng dậy và di chuyển ra phía cánh cổng hoa để cùng gửi những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới tất cả những tình cảm quý vị đã dành cho hai bạn trong ngày buổi hôm nay. Những đam mê